Em xin chào buổi tối đến tất cả cô chú anh chị và các bạn để tiếp nối chuỗi video clip ở Sài Gòn về mùa Noel, ở cập nhật mùa Noel ở các nhà thờ. Thì hôm nay em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang đến một nhà thờ nữa mà nơi đây cũng rất là nổi tiếng và chắc lẽ rất nhiều cô chú anh chị cũng biết đến nhà thờ này, đó là nhà thờ Tân Định. Và hiện tại là chúng ta đang có mặt ở đây là trong khuôn viên của công viên Lê Văn Tám, và ngày xưa là cái nghĩa trang Mạc Đình Chi. Và ngày nay chúng ta thấy công viên rất là rộng với rất là nhiều hoạt động, rồi rất là nhiều người đi tập thể dục, rồi ở đằng kia thì có mấy em chơi patin. Không thể rất là mát ha, buổi chiều hôm nay Sài Gòn bây giờ là 6 giờ chiều, và mình sẽ đi dạo một vòng ở Tân Định này ha. Chung việc đi dạo đi bộ thì ngày nào Vinh Lâm cũng đi, nhưng mà có bữa thì đi ở gần nhà, rồi có bữa thì quay phim, có bữa thì không. Rồi hôm nay thì thấy trời cũng đẹp nên mời anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang đi một vòng ở Tân Định này. Và mình sẽ xuất phát từ công viên Lê Văn Tám này, mình sẽ đi thẳng ra bên kia là đường Hai Bà Trưng, rồi tiện thể chúng ta sẽ nhìn lại ngôi nhà số 421 đường Hai Bà Trưng. Ở đây thì nói chung em cũng quay rất là nhiều lần rồi, đi rất là nhiều những ngôi chợ. Chợ ở đây có chợ Tân Định, rồi những ngôi chợ ven đường ở đường Trần Khắc Chân. Và hôm nay mình tiếp tục đi lang thang cập nhật mùa Noel để xem không khí Noel ở nhà thờ Tân Định này hôm nay như thế nào ha. Mỗi video clip thì chúng ta có một cái khung cảnh khác nhau, và cái bối cảnh nó cũng khác nhau, và cái nội dung nó cũng khác nhau. Thành ra hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật không khí Noel, không biết tình hình dịch bệnh ở các quốc gia khác như thế nào ha, ở khu vực anh chị đang sinh sống tình hình nó như thế nào. Và Sài Gòn hiện tại thì nói chung dịch bệnh cũng tạm ổn, mới nay thì không có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng, nên thành ra việc đi lại sinh hoạt cũng trở nên thoáng hơn. Và chúc anh chị và các bạn, đó là đường Hai Bà Trưng, theo hướng bên cánh trái là chúng ta sẽ đi về quận nhất trung tâm Sài Gòn. Ngay khu vực giao lộ Hai Bà Trưng với lại Phan Thanh Giản, cũng là điện biên phủ ngày nay đó ha. Và phía bên cánh phải thì chúng ta sẽ đi về chợ Tân Định, một ngôi chợ rất là lâu đời và cũng rất là nổi tiếng từ ngày xưa tới bây giờ. Chợ có kiến trúc giống như là chợ Sài Gòn vậy đó, nhưng mà ngày nay thì vì dịch bệnh nên thành ra chợ Sài Gòn cũng buồn hiu, điều hiu luôn. Và ngay vị trí này, mấy năm trước thì có một cái xe bán cái món cũng rất là nổi tiếng, đó là gỏi bò, gỏi đu đủ đó, rồi họ để mấy miếng gan bò đồ vô đó, rồi đậu phộng, rồi tương ớt, nó ăn vô thì nó cảm thấy rất là ấm vì có ớt, vừa ăn vừa hít hà, rất là ngon ha. Nhưng mà như bây giờ thì hình như là không biết còn bán hay không, tại lâu rồi em không có lại đây ăn. Còn kia bên trong kia người ta ăn nữa, ngồi bệt ở dưới đất đó. Tại ở đây thì nói chung mấy bạn trẻ thì hay thích ăn, ngồi đâu ăn cũng được, có là vui rồi. Ở đây thì không được bán buôn nên thành ra không có được để bàn ghế. Đây có mấy cô mấy chị mấy anh đang ngồi
vừa ăn vừa tập thể dục xong là ra đây ăn liền, hoặc là đi làm mệt mỏi ra đây ăn vặt. Một món đặc trưng ở công viên Lê Văn Tám này. Nói chung dạo này việc ăn uống thì ở đâu cũng vậy ha. Người ta thấy hộp nhãn thì người ta ăn thôi. Ở đây có những người lớn nữa nè. Người ta ngồi ăn thấy ngon lành đó. Có nhiều anh chị thì có thể là không hợp khẩu vị hoặc là không hợp phong cách, nên thành ra có thể là cảm thấy nó không ngon hoặc là mất vệ sinh. Nói chung nhiều ý kiến nó ăn uống 9 người 10 ý. Em ta tới đây là giao lộ Hai Bà Trưng với lại Võ Thị Sáu, cũng là Hiền Vương ngày xưa. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Thẳng Hiền Vương này chúng ta sẽ đi về một bên Dân Chủ, một bên Dân Chủ ngay giao lộ Cách Mạng 8, Trần Quốc Toản, Yên Đỗ, Nguyễn Thượng Hiền, ga xe lửa Hòa Hưng đó hả. Và ngày nay thì nói chung kinh tế khó khăn, ở đâu cũng vậy, thì ở đâu cũng có những cái bảng cho thuê nhà, bán nhà, nhưng mà giá nhà, giá bán và giá thuê thì không hề rẻ đâu hả, không có giảm giá. Đó, bên kia thì có mấy nhà đang sửa lại, đang chuẩn bị xây mới nè. Có thể hôm nay là những cảnh đổ nát, nhưng ngày mai là những cảnh lộng lẫy. Nên mình đừng có bi quan, tại vì giống như một đợt để reset lại, tái tạo lại. Mình đang đi ở trên con đường Hai Bà Trưng, đi thẳng đến chợ Tân Định, và nơi đây có một cái nhà thờ cũng rất là nổi tiếng và rất là đặc biệt, vì ngôi nhà thờ này có cái sắc màu không giống như các nhà thờ khác. Mà thường thì em đi thấy mỗi nhà thờ là mỗi kiểu nên thành ra mình không có thể so sánh được ở đâu đẹp và ở đâu không đẹp. Mỗi chỗ nó mỗi vẻ. Đây là hẻm 230, hẻm 230 Hai Bà Trưng. Ô trời, đổ mưa hả? Ôi chà, từng những giọt mưa đã rớt xuống. Đây con quay xong một clip này, sẵn tới đây rồi thì hy vọng là trời đừng mưa. Ta nhìn bên cánh trái nè, một hình ảnh rất là lộng lẫy, một cái nhà thờ rất là đẹp, một cái tông màu rất là nổi và cũng rất là dịu nhẹ, một màu hồng tượng trưng cho tình yêu. Rồi chúng ta cùng qua đường nhé. Xe đông quá. Wow, tự nhiên mưa rồi. Mưa rồi sao xem hang đá đây. Ở đây là số 289. Rồi tắt đèn hết rồi. Chúng ta sẽ đi vòng qua đây ha. Mưa nên thành ra nhà thờ tắt đèn luôn đó. Với lại giờ này cũng hết giờ làm lễ rồi. Nhìn lại cái thánh đường của nhà thờ.
Lần đầu tiên em thấy cái thánh đường của nhà thờ Tân Định rất là đẹp luôn. Xin cầu nguyện sự bình an phước lành đến tất cả anh chị và các bạn. Ta vòng qua bên hông nhà thờ nè. Khu vực thờ. Đức mẹ rồi, chúng ta đi tiếp tục ha. Sẵn đi tới đây thì cũng cầu nguyện, cũng cầu xin sự an lành, cầu cho phước lành đến với toàn thể anh chị và các bạn, mong cho cái đại dịch này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường và anh chị lại có dịp trở về quê hương. Và đây cảng đá bây giờ cũng đã tắt điện rồi, thì còn những cây thông. Rồi, chúng ta đi ra phía sau nè. Tượng Chúa giang tay rất là đẹp ha. Hang đá ở đây rất là đẹp. Tiếc là do trời mưa đó, nên là không có xem được những cái sự lung linh của những ngọn đèn. Phía sau là khu thờ phụng. Hang đá nhìn thấy rất là công phu luôn á, nhìn như thiệt luôn á. Bên đây nữa nè. Ngon cái thông khổng lồ luôn, nhưng mà đèn tắt rồi. Chắc là vài bữa nữa thì mới hoàn thiện công trình này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài đường. Để đi đến ngôi nhà số 421 đường Hai Bà Trưng để mình xem ngày hôm nay như thế nào.
Đây thì cũng có những vật phẩm trang trí Noel như là ở nhà thờ Nhậm Chúa Cứu Thế vậy đó. Bên kia là hẻm 250 Hai Bà Trưng. Ở đầu hẻm này có cái nhà rất là lớn đang chưa cho thuê. Ngôi nhà này mà cho thuê chắc cũng phải 4-5 ngàn đô. Mà thời điểm này thì 4-5 ngàn đô đâu mà ra, rất là khó khăn. 4-5 ngàn đô thời điểm này chứ thời điểm bình thường trước thì chắc có lẽ phải hơn. Đó, vì nhà ở Tân Định nhà rất là mắc. Số 421 thì chúng ta sẽ đi tới một tí nữa. Nằm bên đây đường luôn nè. Bây giờ em sẽ đi qua bên kia đường ha, để coi nhà ngày hôm nay như thế nào. Và chúng ta chia tay nhà thờ Tân Định để đến địa điểm tiếp theo trong video clip này. Hy vọng là cô chú anh chị cũng dung được cái khu vực nhà xưa của chúng ta. Kế bên nhà thờ thì ngày xưa trường này cũng thuộc quân nhà thờ luôn, trường Hai Bà Trưng. Ngôi trường có kiến trúc kiểu châu Âu, kiểu Pháp, và kèm theo nhà thờ cũng có kiến trúc kiểu châu Âu luôn. Từ bây giờ trên đỉnh nhà thờ thì có ngôi nhà trống giống như nhà thờ Chánh Tòa ở Đà Lạt vậy đó. Chúng ta tới chỗ này là 295 rồi. Sẽ đi bộ tí nữa. Nói chung việc đi bộ ở Sài Gòn thì cũng bình thường, không có gì phải nguy hiểm. Nhiều luôn, những nghệ sĩ rồi hay ra khu vực này mua nghệ sĩ hay ra khu này mua vải lắm. Ở đây như bán xôi nổi tiếng á, hai ba xe giống nhau luôn á. Và chúng ta nhìn qua bên cánh phải đó là chợ Tân Định, có kiến trúc rất là đặc biệt, rất là xưa cổ ở Sài Gòn rồi nè. Đã bao lâu rồi của chú anh chị chưa có đi chợ Tân Định, và hôm nay thì mình lại có dịp nhìn lại khung cảnh mùa Noel ở chợ, và kèm theo mùa Noel cũng là mùa đại dịch, làm hoãn cuộc vui của tất cả chúng ta. Mong là nó sẽ sớm biến khỏi thế giới này. Tới đây là số 331 rồi. Mình sẽ đi một đoạn nữa ha. Nếu mà video clip nó hơi dài thì cô chú anh chị bỏ qua nha. Tại vì cái hành trình nó xuyên suốt. Nếu mà cắt ngang thì hơi khó hiểu. Rồi chúng ta sẽ qua đường. Bây giờ là giờ này là giờ cao điểm nè.
nên ta thấy xe cộ rất là đông, mật độ lưu thông rất là cao. Ở Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Rồi chúng ta qua đường thôi. Bây giờ nói chung chỉ có thiếu du khách thôi. Sài Gòn vẫn còn đó và Sài Gòn đang chờ anh chị và các bạn trở về ở một đất nước xa xôi, thì mình cũng luôn nhớ về Sài Gòn. Và thông qua video clip này thì hy vọng Vương Lâm sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với cô chú bác anh chị và các bạn. Và đây là giao lộ Hai Bà Trưng với lại hình như là Trần Quốc Toản thì phải. Và bên cánh phải chúng ta đó là bệnh viện quận 1, bệnh viện quận 1 ngày nay nè. Bây giờ là số 360 mấy rồi. Đây có tiệm bánh mì Như Lan nè, nổi tiếng Sài Gòn. Và đây cũng có một cái chi nhánh. Mà đây thì không có đông bằng ở trung tâm Sài Gòn ha. Ở đây là thuộc quận 3. 369 rồi. Mình đi tới tí nữa. Cái đoạn này đi bộ rất là thoải mái, tại vì cái vỉa hè nó cũng rộng. Ở đây là hẻm 362 Hai Bà Trưng. Ở đầu hẻm thì bán cơm tấm. Hy vọng là trong video clip thì anh chị cũng nhìn thấy ngôi nhà xưa của mình nếu mà mình có dịp ở đây. Rồi trời nó cũng hơi tối nên thành ra không biết anh chị bạn có nhìn rõ không. Bên kia là số 399 nhà thuốc Long Châu rồi nè. Rồi chúng ta sẽ đi tới một tí nữa. Gần với đường Nguyễn Văn Mai đó. Đường Nguyễn Văn Mai đi ra kênh Du Lộc, nếu mình quẹo phải. Đây là 411 Long Châu, 411. Và đây là đường Nguyễn Văn Mai giao với lại Hai Bà Trưng nè. Rồi tới nhà vàng vàng là 419, rồi tới 420, một khu 421 này lớn quá hả. Hai nhà màu trắng đang đóng cửa cho thuê nè, với lại 421 bit màu hồng hồng nè, sông hồng nè, chăn ra gối nệm nè. 421 và 421 bit. Bit là địa chỉ theo tiếng Pháp, cũng cùng chung một cái khu 421. Kế đó thì 423. Rồi đi tới một tí nữa thì giao lộ Trần Quang Khải với lại Hai Bà Trưng, rồi bên cánh trái là Yên Đỗ. Thì chúng ta sẽ qua đường và nhìn
để mình nhìn lại cái nhà đối diện của căn nhà 421 để mình xem bên đây như thế nào ha. Anh ôm cô. Anh ơi nghe mấy cái. Nói chung bên Năm cũng rất là vui khi mà thực hiện video clip này. Hy vọng là cô chú anh chị cũng nhìn ra được cái khung cảnh này, cũng nhìn ra được căn nhà xưa của mình và đi thẳng đó là cây cầu bông về phải. Ở bên cánh phải là con đường Trần Quang Khải. Nơi đây cũng có rất nhiều căn nhà xưa của chú anh chị. Mà hôm trước em cũng đã có dịp đi dạo một vòng con đường Trần Quang Khải nè. Chúng ta qua đường nè. Mình nhìn bên kia. Bên kia đối diện dãy nhà của chúng ta. Tại vì nãy đi bên kia rồi. Để mình nhìn bên đây. Nói chung giờ trời nó cũng hơi tối. Ta đang như là ở vị trí căn nhà số 421 Hai Bà Trưng đây. Và nhìn bên đối diện căn nhà của mình nè. Không biết cô chú anh chị có nhìn ra khung cảnh này không? Những ngôi nhà ngày hôm nay có kiến trúc cũng rất là mới, xây cũng rất là cao, cũng rất là đẹp. Và video clip ngày hôm nay chắc đến đây xin được khép lại. Một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc. Chúc anh chị lúc nào cũng vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và rất vui được gặp anh chị trong các khung giờ 7 giờ tối và 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Anh chị nhớ đón xem video clip tiếp theo của Vinh Lâm TV về những con đường, về những nhà thờ, những không khí Noel ở Sài Gòn. Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.